Không, nhưng mà ai ai tay luôn. Mà bà con mình mà lấy cái này là từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 4 giờ khuya tới 9 giờ tối lận. 9 10 giờ tối luôn, tới tối luôn. Mà nhà chị là xài cái nước này nè là bao lâu rồi? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Mất dân đang đi mở việc hay bốc mở mát bốc mát tháng 1 tới giờ lắm đó, múc ra nhé. Nhưng ý nói là từ lúc mà chị lớn, gia đình chị lớn tới giờ là chị biết là gia đình chị xài cái nước này là bao lâu rồi? Dạ, bao lâu rồi. Là thời hồi xưa ví dụ như cha mẹ hay ông bà nó có xài nước ở đây không? Xài luôn, uống luôn. Lúc chị còn nhỏ là đã gia đình đã có ra đây lấy nước chị uống. Dạ. Mỗi ngày là cô ra đây cô lấy bao nhiêu nước? Không chừng đâu, bữa nào rảnh thì chở 4 can hoặc là 6 can vậy đó. Như vậy là cái giếng sau này là đào bao lâu rồi chú? Đào 2-3 năm. 2-3 năm nay thôi hả? Giếng này chỉ mới đào 2-3 năm nay thôi. Đó là trước kia người ta xài giếng nhỏ bên đó. Điểm đặc biệt mọi người có thể nhìn thấy là ở cái giếng này đó bà con đào không có sâu, tính sơ ra là cái khoảng từ phía trên xuống này là đào không có sâu, nhưng mà lại có được cái mạch nước ở phía dưới này, cái mạch nước ngầm nó có thể ra cái giếng. Xin chào mọi người đến với kênh Thất Sơn Dạng Điều Hay. Mặc dầu đã đến chôn thứ năm thơ mây rồi mọi người, nhưng mà bây giờ vẫn không có những cơn mưa. Mảnh ruộng phía sau lưng mình bà con gọi là ruộng trên, bởi vì vào mùa khô hạn này người ta không canh tác và chỉ canh tác vào mùa mưa thôi mọi người. Điểm đặc biệt vào thời điểm này thì có rất nhiều bà con đi vào trên ruộng mang theo những cái can nước để lấy nước mang về nhà. Vì sao vào mùa này họ lên đây lấy nước về nhà? Đó là một câu hỏi mà câu trả lời của nó theo mình nghĩ nó sẽ rất là thú vị. Và mình cũng đang muốn tìm câu trả lời cho việc này mọi người. Mời mọi người xem tiếp trong phần tiếp theo để cùng với mình tìm câu trả lời cho chuyện này nha. Để đến được đây thì mình đi từ cái phía ngoài đường. Ở phía đó mọi người nhìn thấy có một cái chùa. Đối diện chùa đó, xéo qua đó nó có cái đường chạy vô đồng. Hoặc là ở đây thì mình thấy cái chú này chú chạy là có một chú lấy nước là chú chạy ra đường đó. Đường đó có thể đi ra ngoài một con đường phía ngoài này. Thì mọi người có thể chạy từ phía ngoài này vào phía bên trong. Thì trong này thì mình sẽ nhìn thấy phía bên đây là đội tức dục nè, mọi người nhìn thấy nè. Và phía đối diện bên đây là hộ thùm. Mình đang có mặt ở ngay trên cái cánh đồng này và mình sẽ đi vào cái chỗ mà bà con đi lấy nước. Thì ở đây thì mình đi được tới đây, mình nhờ anh Lộc Chi Tôn chỉ đường cho mình để đến được đây. Thì lần trước mình có đi tới đây, quay ở ngay, ở gần ngôi chùa, ở gần đây là chùa B52 mọi người. Thì cái khu vực này nó nằm ở gần chùa B52. Và con đường ở trên ruộng này, nếu mà mọi người chạy trên ruộng, chạy dài ở đó, hồi nãy mình nghe can bên kia nói là nó sẽ đi tới ô thâm luôn, tới cái quán gà đốt. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Thì ở đây thì con đường đi vào bên trong tới chỗ này thì trong ngay chỗ cái cây xoài này. Mọi người là tập trung ở phía này mọi người. Bà con ở đây tập trung ở đây để mà lấy nước. Mình sẽ vào và mình tìm hiểu vì sao mọi người tới đây để mà lấy nước ở đây ha. Ở đây thì mọi người bắt đầu đó, cứ luân phiên nhau, hết người này tới người khác. Mình thấy ở đây đang lấy nước nè. Đó, mình thấy mọi người đang lấy nước. Mọi người ai cũng đem can vô theo hết. Đó. 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 Ở dưới đó là cái giếng nè. Mình sẽ đi xuống cái giếng ở dưới đó. Đây. Đó. Nước ở trong giếng nè, nó cũng còn rất là ít mọi người.
trong giếng thì rất là ít. À. Giờ mọi người là lấy liên tục nên là thấy cái mực nước trong này nó rất là thấp luôn. Anh này lấy nước xong nè. Anh ở đây anh cũng còn đang chuẩn bị mới lấy xong canh, anh còn lấy thêm canh nữa nè. Ở đây là mình vì sao mà mình ra đây mình lấy nước ở đây vậy anh? Tại vì lấy nước uống vòng vòng đây ta uống nước này không à. À, nghĩa là chỗ này là mình lấy chủ yếu là mình lấy nước uống này ha. Dạ dạ. Còn nước ở nhà mình xài là nước máy anh. Nước máy, xài nước máy. Nước máy. Nhưng mà tại sao là mình không lấy nước máy mình xài luôn mà mình lại lấy nước này? Phèn, nước mài sai được mà uống được nó bị phèn. Nó phèn hả? Còn cái nước này là mình uống được hả? Nước này uống được, uống nguyên chất luôn. Cái nước mà này. Cái này là mình uống là quanh năm luôn hay sao? Uống quanh năm luôn á. Uống quanh tại năm. Mùa mưa, tại hứng nước mưa uống rồi, uống tại mùa hẳn này không à. Ờ, nghĩa là mùa mưa thì mình hứng nước mưa. Uống. Còn mùa này mình mới đi lấy nước này. Nhưng mà nước này mình uống là có bao giờ có mùi thuốc trừ sâu hay là gì không? Không có đâu, nước này không có, nước sạch của người ta. Dạ hả? Còn, đem về uống liền luôn á. À, còn mà bà con mình mà lấy cái này là từ mấy giờ tới mấy giờ? Từ 4 giờ khuya tới 9 10 giờ tối lận. À, 9 10 giờ tối luôn tới tối luôn. À, 4 giờ gần sáng á, 4 giờ sáng á tới 9 giờ 9 10 giờ tối lận. À. Đó, vậy là chỗ này là lấy luân phiên nước không bao giờ mà mình thấy nó ấy được. Ở đầy được mọi người. Nhưng mà thiếu như mà cái giếng này nè. Nếu mà không ai lấy thì để nó khoảng bao lâu là nó đầy cái giếng này được? Cỡ tiếng mấy là tràn ở ngoài luôn á. À, là tràn luôn ha. Dạ. Rồi. Mà cái giếng này là lâu chưa ha? Lâu chưa? Lâu rồi, từ nào giờ tôi thấy gì không luôn á. Dạ. Rồi rồi. Đó, anh cung cấp cho mình những cái thông tin hữu ích về cái nước lấy ở cái giếng này nha mọi người. Như vậy thì ở cái khu vực này thì người dân ở đâu mà xài giếng nước ở đây ha? Vòng vòng ô lâm này múc ở đây hết trơn luôn á, xài nước này hết luôn á. Mà ngoài cái giếng này ra thì còn ở đâu còn giếng nước không? Giếng bên AK ấp Phước Long nữa. À. Nó cũng là giống như giếng mình cũng xây lên cao lên vậy luôn ha. Ừ, giống vậy luôn. Hồi nãy mực nước nó thấp, để một hồi chút xíu là nước nó dâng lên, mực nước nó nhiều rồi nè mọi người. Nước coi nhiều múc hoài mà cũng hết luôn á. Mạch nước nó nhiều. Đây mình cũng thấy có một chị đang ngồi chờ, mang hai canh nước vô ngồi chờ đặng tới lượt lấy. Cái này mình ở đâu chị? Ở ấp nhà nào? Ấp Phước Thọ. Ấp Phước Thọ ha? Dạ. Ấp Phước Thọ là ra ngoài đường luôn, ngay ngoài đường luôn không chị? Nè, ở đây nè, thuộc Tức Dục chút đó. À, gần chỗ bên Tức Dục ha, lên dạ. Đây. Mỗi ngày là chị đều lên đây lấy hết luôn? Dạ. Mà thường một ngày chị lấy là khoảng về nhà bao nhiêu canh? Hai canh. Cứ ngày hai can, ngày hai can được. À, cứ chạy qua lấy hai can này mỗi dạ. Ngày mỗi qua lấy gì dạ, ha? Dạ, mỗi ngày luôn. À, mình đem về mình uống liền luôn chứ không có nấu hay có nấu dạ. Gì hết lại không? Dạ, nguyên chất uống liền. À. À. Uống liền luôn. Mà nhà chị là xài cái nước này nè, là bao lâu rồi? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Mất dân đang bị đi mở bị thay bốc mở mát bốc mát. Tháng một tới giờ lắm đó, múc dạ. Ra nhé. À. Nhưng ý nói là từ lúc mà chị lớn, gia đình chị lớn tới giờ là chị... Chị biết là gia đình chị xài cái nước này là bao lâu rồi? Dạ, yeah, bao lâu rồi. Là thời hồi xưa, ví dụ như cha, mẹ hay ông bà nó có xài nước ở đây không? Xài luôn, uống luôn đó. Nghĩa là lúc chị còn nhỏ là đã yeah, yeah. Gia đình đã có ra đây lấy nước chị uống rồi. Dạ, yeah, dạ. Yeah.
cô này sau một thời gian ngồi chờ thì cái nước ở trong cái giếng là mọi người thấy nó dâng lên cao thêm chút xíu nữa. Chờ nãy giờ chừng 10 phút rồi. Đó. Chờ tầm 10 phút. Nước nó rất là nhiều luôn. Nó dâng vô rất là nhiều và rất là dễ múc. Không có cần phải lượt từng chút từng chút. Ở đây mình ở đâu là ở đây lấy nước hả cô? Ở đây tụi tôi đó hả? Dạ. Ở dưới xóm dưới đây nè. Cái này là mỗi ngày cô lấy là bao nhiêu can? Không, tùy khách thôi, ai rảnh thì người đó chở nhiều vậy thôi. Mà nhà cô á, nhà của cô là mỗi ngày là cô ra đây cô lấy bao nhiêu nước? Không chừng đâu, bữa nào rảnh thì chở 4 can hoặc là 6 can vậy đó. Nước này là về mình xài hay là mình để dành mình uống gì vậy cô? Về mình đem về rồi nấu nước uống rồi mình để cho nó trong mình để nước đá. Để vô tủ đông mình uống vậy đó. Nghĩa là để dành mình uống thôi phải không? Nước này mình lấy là mình để dành mình uống thôi. Còn ở nhà cô là xài nước máy hả? Xài nước máy rồi xài nước giếng mình khoan lên đó. Nghĩa là ở nhà cô vẫn có giếng khoan nhưng mà sao không lấy nước giếng đó uống đâu? Không, uống không ngon. Nước đó là uống ngon. Chỉ là chỉ có cái giếng ở đây là uống nước nó mới ngon phải không? Ở đây nước ngon. Mà thường là từ trước tới giờ đó, từ nhỏ tới lớn bây giờ là cô đã lấy nước ở đây là bao lâu rồi? Lâu rồi. Từ tôi biết ở đây không đó. Mà lúc cô biết ở đây lấy nước là lúc đó cô bao nhiêu tuổi? Đi tới đây là tôi 11, 12 tuổi rồi. Là tới bây giờ là cô nhiêu tuổi nè? Năm nay tôi 4 mấy rồi. Nghĩa là lấy nước rất là lâu năm rồi ha. Lâu rồi. Là nè, từ nhỏ tới lớn là cứ ra đây lấy nước đem về. Tới kia là tới mùa này đó. Mình hết nước mưa uống á. Mỗi mùa mưa mình rửa nước mưa á. Còn mùa khô mình lấy về uống. Cho nó thao mắc ra đây đi. Mọi người nhìn thấy là mỗi một ngày là bà con vô đây lấy nước là mỗi một đồng thêm. Ngồi chờ với gốc cây này là luân phiên nhau ngồi chờ này nè. Hiện tại con đang ngồi chờ. Mò tia đó. Tới mùa rồi. Bà chân. Hả? Bà chân á. Lên. Mọi người nhìn thấy đó, cô kia vừa về thì lại có thêm người mới nữa vô. Bà con cứ luân phiên với nhau vô đây để mà lấy nước. Đây mấy chú còn đang chờ để mà lấy nước. Chú lấy nước ở đây lâu chưa chú? Lâu rồi, cỡ nửa tháng rồi đó. Không, nhưng mà tính hồi xưa tới giờ á. Lâu ơi. Cái diện này lâu rồi. Lâu năm rồi đó. Hồi xưa tới giờ mình uống nước này mình có bị này kia đau bụng này kia gì không hết? Không có gì hết. Bình thường hết trơn ha. Cha mẹ này ở đây uống diện này không đó. Lúc trước nó diện ở bên kia. Đau đó. Này người ta đau bên trên này nè. Nghĩa là cái giếng này đào sao? Trước kia là có cái giếng cũ kia. Giếng nhỏ bên này nè, cái nhỏ. Cây dừa đây nè. Ở phía bên cây dừa. Phía bên này có giếng nhỏ hả chú? Vậy là trước đây là có cái giếng nhỏ ở chỗ này. Người ta đào nhưng mà chắc lẽ là xài không đủ hả chú? Không đủ rồi mới đào giếng phía bên này. Chú cũng có thông tin là cái giếng này là người ta đào sau mọi người. Còn cái giếng đầu, để mình đi qua phía bên cây dừa. Ở đây có chú. Ở đây có một cái giếng nhỏ. Khúc nào chú? Để chú dắt mình đi. Lúc trước cháu này nè, bà cháu này luôn nè. Là đào ngay đây.
Dạ lúc trước là đào ngay chỗ chỗ này, chú nói là đào ngay chỗ chỗ này. Nhỏ vậy nè. Đó, nhỏ nhỏ xíu ha chú. Nhỏ hơn cái này nữa. À, nhỏ hơn nước, nước nhiều lắm. Dạ. Rồi sau này mới đào cái giếng phía bên đào, kia. À, ngay chỗ này. Như vậy là cái giếng sau này là đào bao lâu rồi chú? Đâu cơ 2-3 năm rồi đó. 2-3 năm nay thôi hả? Ừ. Giếng này chỉ mới đào 2-3 năm nay thôi. Đó là trước kia người ta xài giếng nhỏ bên đó. Ừ. Rồi sau đó người ta nghỉ xài. Bị người ta nghỉ xài người ta làm ruộng rồi. À, nghĩa là chỗ đó do làm ruộng nên là ta... người ta đào chỗ này. Người ta lắp giếng đó lại, người ta đào bị, phía bên này. Bên này được đẹp hơn chỗ đó, chỗ đó bị bo gì xuống uống gì lung dài. Dạ, dạ, dạ. Ta lắp đào bên này, không dạ. Có bo. Dạ. Như vậy là cái giếng này cũng chỉ là mới đào sau này thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà nãy cô kia cũng nói cô lấy nước giếng này từ nhỏ tới giờ. Ừ. Cô nãy đó cô nói lấy là từ lúc có 11, 12 tuổi là cô gần lấy nước. Bên đó. Rồi lấy nước phía bên đó ha. Dạ. Ủa lâu ơi, trong mẹ cha gì đó. Dạ, nghe lấy nước đào phía bên đó. Dạ. Tôi đi nhỏ cái này nè. Dạ. Tôi lần và... Dạ. Mày... Sao bị mấy tuổi vậy đó. Dạ. Nhưng nào ấy thì đi qua đi một khuôn. Dạ. Là năm nay mưa nó trễ không chú? Tới Tết rồi mà vẫn chưa có mưa ha. Bị mưa trễ thì mình không có được uống. Dạ. Nhưng mà sao mình không xài nước bình nước lọc, người ta bán nước lọc á. Nước lọc. Ai xài thì xài đi. À, nghĩa là bà con mình đã quen cái thói quen xài nước giếng rồi ha. Dạ. Bị được này uống ngon hơn. Dạ. Ngọt hơn nước lọc. Ta có tiếng thì ta sai, dạ. Ta có tiếng thì đi lên múc. Dạ, dạ. Dạ. Chú này nãy giờ chú chờ cũng lâu nè. Chờ mấy cô kia lấy nước trước. Mình ở đâu vậy hả chú? Chú ơi. Dạ. Chú ở đâu á? Ở gần đây không? Gần chợ Âu Lâm đó. À, gần chợ Âu Lâm ha. Dạ. Mỗi ngày chú lấy mấy thùng, mấy can chú? 2-3 chiến. 2-3 chiến đi rằng ha. Dạ. Chú ở gần chợ Âu Lâm mà chú đi lần 2-3 chiến nè. Có gì chú ngồi đây chú chờ. Trong thời gian chờ đợi thì hai em đây đi hái chăm về mọi người. Này, trong khi chờ đợi để lấy nước. Hai em nó hái chăm nè. Điểm đặc biệt đi chi tôm là mọi người sẽ nhìn thấy là bà con trồng rất là nhiều chăm ở trên đồng. Rất là nhiều chăm luôn, điểm đặc biệt là trồng rất nhiều chăm nữa. Đây có chăm nè. Đó, mọi người nhìn thấy đây trái chăm nè. Đó, dạ con cảm ơn. Đó, trái chăm nè mọi người. Trái chăm. Mùa này thì là ở chi tôm là chắc có thể là đã có vô mùa chăm nên là có trái chăm nè. Ở đây thì mặc dù là trời nóng nhưng mà ở ngay cái giếng này nó có cây xoài bóng rất là mát luôn mọi người, hết sức mát luôn. Dạ, mát rượi luôn. Hái chăm. Hái một nón chăm luôn. Nguyên một nón chăm không mọi người. À, hết sức mê luôn nha. Điểm đặc biệt mọi người có thể nhìn thấy là ở cái giếng này đó bà con đào không có sâu. Tính so ra là cái khoảng từ phía trên xuống này là đào không có sâu nhưng mà lại có được cái mạch nước ở dưới này, cái mạch nước ngầm nó có thể ra cái giếng đó. Mọi người nhìn thấy là cái giếng nó không có sâu gì là gì mấy chứ, từ phía cái miệng giếng này lên trên gò cao thì chắc cũng một khoảng một tầm này, trên đây là phía bên trên là ruộng ở phía trên này đó, còn cái giếng thì nó sẽ nằm ở phía dưới này nhưng mà đào xuống ở khu này là nó rất là thấp nha mọi người. Đó, đào thấp thôi là có nước rồi đó. Chú này đang tiếp tục chờ để cho nước nó vô nhiều cho mà dễ lấy ha. Người nhìn thấy cái giếng đây. Cái giếng.
Những giếng nước ở ngoài đồng như thế này không có gì là quá xa lạ đối với bà con Khmer ở đây. Khi mà ở đây có hai mùa rõ rệt, mùa mưa và mùa khô. Vào mùa mưa thì bà con hứng nước mưa để sử dụng mà uống. Còn vào mùa khô khi lượng nước rất ít và bà con nói rằng là nước máy có thể có phèn và nước ở những cái giếng này thì nó lại sạch và nó lại ngon. Mặc dầu là đã có các cái bình nước lọc người ta bán bây giờ, nhưng nhiều bà con vẫn thích uống nước ở những cái giếng như thế này. Bởi vì bà con nói uống nước ở đây lại thấy rất là ngon. Và cứ thế lũ lượt rất nhiều người ở trong các cái xóm cứ luân phiên với nhau đi ra cái giếng ở chỗ này dưới bóng cây xoài này để mà lấy nước mang về. Từ 4 giờ sáng cho tới 9-10 giờ đêm bà con cứ luân phiên với nhau như thế để lấy nước. Một cái giếng thì không có gì xa lạ khi có một cái mạch nước ngầm chảy vào đây. Nhưng điều đặc biệt ở đây là những cái giếng này lại cho ra nước mà bà con uống lại thấy ngon. Câu trả lời vì sao bà con hay ra đồng để lấy, đó chính là câu trả lời do những cái tập quán và do thói quen sử dụng nên bà con vẫn ra đây để mà lấy. Đó là câu trả lời của mình cho video clip này nha mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã xem video clip tới thời điểm này. Xin gửi đến mọi người lời chúc sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Chào mọi người.